Bây giờ các em tạo một tờ thực sách mới. Dạng con số này đơn giản thôi. Đầu tiên cứ làm con số này nó chuyển sang trình độ không thể vấn đề gì cả. Đây có nhìn thấy viết trên máy không dễ. Ở đây là ADO NET MF1. Ghi từng bước một. Rồi các bước là về ADO.NET. Một là tạo kết nối này. Hai là thao tác này. Select này, insert này. Và vậy. Ba là ngắt kết nối. Đây từng bước một. Bước một này. Các kết nối thì các em thứ nhất là cần tạo cho kết nối. Phải có một cái chuỗi này, tên cả tên sinh con này. Kết nối đầu tiên, thông tin nhất mình cần là kết nối với cái gì, hay là kết nối ở đâu ấy, tới đâu ấy, thì các em cần server. Server đây chính là cái mà mình hiển thị trong SQL. Trường hợp này là trường hợp mà mình dùng cái máy của mình. Còn khi trên mạng thì người ta sẽ hỏi là dạng IP chẳng hạn. IP ở đây là 103.28.36.5. Đây là IP của máy chủ thật. Lúc là IP thì nó sẽ thông thường đòi kết nối theo kiểu là phân quyền SQL, lúc là các em cần lấy tài khoản đăng nhập này và password. Để minh họa này cho dễ dàng mà không có mạng thì các em dùng kết nối máy local, các em chỉ cần chọn server name chính là cái mà các em cài đa có trong máy. Thường là .fl.net, một số cái phiên bản các em cài thì có thể nó không có cái đội ISP đen. Các em chỉ cần nó hiện lên cái server, các em copy nguyên chỗ server name này vào này. Đây là chỗ này là ISP đen nhá. Copy nguyên cái này vào này. Paste vào cái chỗ server này. Đấy. Server này, sau đó trong server bây giờ anh đăng nhập luôn vào cái này. Thì nó có nhiều cơ sở liệu. Cho nên là vấn đề thứ hai mình chỉ rõ là mình lấy cơ sở liệu nào trong đây. Đây dựa lấy một thằng quản lý bán hàng. Các em thể lấy đúng tên của nó. Nếu nhớ được thì càng tốt, còn không nhớ được em phải đổi tên này. Thì nên copy cái đấy vào các ăn. Nào các em ghi database này. Cơ sở liệu là database này. Ghi từ khóa chuẩn vào nhé. Từ ghi sang database cũng dễ nhớ thôi. Và nhìn lại chỗ đăng nhập này. Chỗ đăng nhập này có hai cái là cái phân quyền. Phân quyền theo kiểu Windows này hay kiểu SQL. Để đầu tiên thì các em làm việc với phân quyền Windows. Để chọn theo kiểu phân quyền Windows thì lúc viết code chúng ta sẽ dùng cái dạng này. Dùng kiểu integrated này. Security theo bảo mật đấy. Đó bằng true. Khi viết integrated theo bằng true thì nó tương ứng kiểu là phân quyền theo dạng Windows. Đây. Cái authentication này tương ứng Windows authentication. Đấy. Sau đó các em đóng chấm phẩy bình thường. Lúc này thì các em sẽ xuất hiện là cái dấu sổ ngược này. Nó sẽ bị thông báo này. Nó không nói không dần dần được. Để tránh trường hợp dấu sổ ngược nó báo lỗi, các em cần thêm A còng trước. Máy lỗi. Và A còng trước chính là cái một cách là mình viết cái chuỗi trên nhiều dòng ấy. Được nhá. Chuỗi nó một lần này cả. Cái tên này. Bây giờ các em viết là A với C này. Xong xuống dòng này. Như này đúng không? Nếu mà viết chuỗi dạng này thì các em viết thẳng sẽ bị lỗi. Và không cần các em giảm cộng chuỗi thế này. Cộng chuỗi dòng cá một này. Chuỗi này cộng này. Thì nó mới hết lỗi đúng không? Viết nhiều dòng này. Đấy. Nhưng mà cộng này các em thấy rất phiền lúc nào phải cộng từng cái một. Nó lên khoảng 10 dòng, 15 dòng, 20 dòng rất là phiền. Để đỡ phải phiền thì các em cần thêm dấu A còng ở trước thôi. Thêm A còng ở dấu chuỗi này. Chỗ này đừng đóng vào. Xuống viết bình thường. Nó hiểu là chuỗi. Viết trái hay không? Khi nào viết mà tay chán thì đóng nó kép vào chấm phẩy. Thế mình được một chuỗi viết trên nhiều dòng, không phải dấu cộng từng cái một. Đấy. Và cái này thêm một cách để dùng. Và cái thứ hai là dùng với sử dụng N. Các em nhớ tác dụng A còng chưa? Nó nhảy gọn nhưng mình đỡ được bao nhiêu thao tác. Đấy. Khi tạo chuỗi kết nối xong, tiếp đến này, mình phải một dùng một cái là liên quan đối tượng kết nối của ADO.NET. Lúc đấy các em phải dùng thêm cái không gian tên
system.using này, system.editor. Cái không gian tên system.editor là không gian chung, nó là xử lý về dữ liệu. Với SQL Server có một không gian tên chuyên xử lý về cái đấy, nó có tên là SQL, em dùng chỉ cần là using này, system.editor.sql-client. Cái SQL client là chuyên để xử lý với SQL Server. Vì vì anh em mình dùng nó nhiều ấy, nhưng người ta biết tên cho mình rồi. Và các em thể nhìn nó một số cái khác nữa. Chấm editor này, chấm ODBC này, hay là ODBC hoặc là ONEDB, vân vân. Đây chính là những cái mà mình thao tác với cơ sở liệu khác, chẳng hạn như Access, Oracle, MSQL vân vân, thì dùng những cái dạng kết nối dạng này. Còn là có cái cơ sở liệu của Foxpro, có thể các em chưa nghe thấy những đấy là cái dạng cổ, nó vừa là lập trình được của cơ sở liệu. Thì các vua các đời tiền bố ngày xưa phải 576 thì học cái ngôn ngữ đấy. Nó nên chắc không nghe đấy. Đây nhớ yêu sinh hai cái này mình dùng ngon này được. System.data và system.data.sql nhớ yêu sinh hai cái này. Tạo cho kết nối cho này em dùng SQL connection này. Đây nó có luôn này. Cái đi chuẩn lên trên. Cái này thuộc vào system.data.sql-connection, các em điều dấu chấm được. Đấy chúng yêu sinh để mình đỡ, nếu không các em mình giết bằng lấy thẳng thì đến cái connection này. Cái này chính là cái đối tượng kết nối. Các em đây là con hả? Hoặc là ghi biết ta là SQL con. Nó là cái, đây là cái một cái nớp. Và lại các em phải khai báo một đối tượng sử dụng nó, nên các em lần là SQL con là đây là đối tượng. Còn đây là cái viết xanh xanh này chính là cái nớp. Phần này hướng đối tượng ấy nói, tức là kiểu các em tạo lớp sinh viên ấy, xong là đối tượng sinh viên 1-2 ấy. Còn nhớ cái đấy nhé. Cái lớp cán bộ này, lớp giáo viên ấy, để trước tạo được cờ nát có thủ tính get set ấy. Xong đấy, chính là cái dạng này, nó viết như thế của mình. Nếu muốn dùng, các em phải tạo đối tượng riêng. Đầu tiên là phải khai báo tên đối tượng cho new, để tạo đối tượng cho nó. Ấn new này. Khởi tạo, các em mở hóa đơn nhìn thấy 1 của 2. SQL connection này, chấm SQL connection nó có mở hóa đơn này, tức là cái lớp này nó viết hai phương thức khởi tạo. Đây là 1 của 2 thì không có tham số nào. Chính là cái chấm, một khi anh bảo cái viết mặc định là không có tham số để mình, trường hợp mình không thể nó miễn thẳng được. Và cái thứ hai là truyền tham số, ấn mũi tên xuống. Thì các em thấy yêu cầu nó ghi bên trong là chain này, connection to chain, tức là chuỗi kết nối. Chuỗi nối của mình em là tên là SQL chain con, thì các em chỉ cần là chain con là đây, chuỗi kết nối của mình. Đấy. Đấy mình khởi tạo cái này xong. New xong này. Để biết được kết nối thành công không thì các em chỉ cần là SQL này con.open. Chính là cái nút mà mình kết nối hạn đấy nhá. Đây, như cỡ và con timi này. Cái chỗ mà SQL con.open nó ngang trường hợp các em click vào nút connect. Đấy là mình đợi. Và connect có thể thất bại hay không là bình thường đúng không? Và nhiều khi xảy ra lỗi mạng lỗi mà đen nó bị cháy hoặc là dây bị ngất ở đâu vân vân thì các em sẽ bị kết nối đến nít. Chính vì cái nó xảy ra có nhiều lỗi như thế, cho nên cái này các em phải bắt lỗi bằng cách dùng chai kép để đảm bảo nó không bị lỗi, hoặc nó bị lỗi chương trình là nó bị lỗi chương trình mới chạy không bị dừng. Các em còn nhớ cái chai kép là tác dụng của nó, mình bắt lỗi. Tức là nếu mà không có cái chai kép này chương trình bị lỗi, mình bị dừng lại nó chỏm lên hoặc là nó bị ngắt luôn. Mình dùng chai kép để bắt đảm bảo giả sử chương trình có lỗi nữa thì nó vẫn chạy bình thường chứ không bị ngắt. Thế thì các em để cái SQL con này chấm open, cái này có thể khả năng xảy ra rất là cao, để vào trong cái chai này để thử xem bị lỗi hay không. Đấy, khi mà có lỗi thì các em chuyển đến ngoài này exception. Nhưng cái với cái lỗi về SQL thì trong này có một cái ngoại lệ chuyển lên, nó gọi là SQL exception. Cho nên cái này có thể viết hoặc không viết không quan trọng lắm, có thể dùng SQL connection này. Nó exception tức là cái ngoại lệ dành riêng cho SQL xảy ra. Đấy. Và để các em thông báo ra. Personnel chấm ta này. Đây là lỗi. Nếu các em khó nhớ có thể dùng exception không sao cả. Nó tổng quát thôi, nhưng nó không được chi tiết lắm này. Ví dụ giờ các em nói là hỏi ở đâu thì em bảo ở tỉnh Nam Định hay Thái Nguyên thì nó hơi chung chung, nhưng nó rõ là ở huyện nào, tổ nào vẫn thì người ta sẽ dễ hơn đúng không? Thì nó sẽ phạm vi không hẹp. Thì cái exception lúc đó dạng kia nó không hẹp thôi. Còn cái exception tổng quát này nó sẽ bao trùm như cả cả nước Việt Nam rồi. Đi động về sau đấy thôi. Lỗi thông báo ra là ex này chấm thu chi. Còn phần trên này khi qua là cái dòng SQL con chấm open thì có nghĩa là thành công. Lúc này các em thông báo là con nghe chấm ra này khi nó thành công.
để đọc kết quả màn hình này. Phần này chấm như này được rồi. Các em chỉ cần viết như này, sau chạy thử cho nó thông báo thành công với các bạn. Đấy, cái lỗi thành công này. Bây giờ em sửa cái chuỗi kết nối bên trên nhé. Bây giờ không phải là FFS, em cho một số bất kỳ ở trước này. Có thể FAD là hạn. Chạy này. Để một lúc sau này. Đấy, khi kết nối thất bại các em nhìn màn hình. Lâu quá nhỉ. Mãi chưa kết quả. Lỗi rồi. Không bán. Đây, giờ phải có này. Em nhìn chưa? Đấy. Và cái lỗi này, cái lỗi lúc kết nối thao tác FPL là lỗi thường xuyên xảy ra. Nhiều khi các em dùng thành thạo rồi vẫn bị lỗi bình thường. Bởi vì là cái nó quan trọng cái mấu chốt là cái server này. Cái server thì là các em phải điền đúng. Nếu các em bảo đến nhà, bây giờ có một thằng bạn ở xa, em bảo đến đây chơi thì nó ở Bắc Giang hả? Em bảo em sẽ hỏi là mày ở chỗ nào Bắc Giang, ở xã nào hay là xóm nào đúng không? Bây giờ nó cho địa chỉ sai, có đúng xóm là xóm ấp hay là thôn gì đấy rồi. Nhưng mà số nhà nó sai, đấy nhá, số nhà là 30 nó không nói. Nó là số nhà là khoảng 03 này hả? Các em mới tìm số nhà 03 thì bị sai đúng không? Đấy thì trường hợp các em điền chỗ nó sai, thì là server thì bị sai này. Cũng bị sửa lại này. Bây giờ sửa lại nó chạy bình thường đúng được rồi. Đấy, thành công đúng không? Thành công có không ra gì. À? Thì mình đã thao tác gì đâu mà ra. Đấy không? Anh cho em hỏi cái chỗ mà kết nối dữ liệu là chấm không phải nha SQL đến database đây. Quản lý bán hàng đấy thì trong đấy nếu mà mình chưa tạo dữ liệu trong đấy thì nó không ra. Ra thoải mái chỉ cần nhá. Kể cả cái cơ sở liệu của em chống thì lúc kết nối này nó chỉ thông báo là cái này có hay không thôi. Cũng giống kiểu bây giờ có một người xem địa chỉ đến một ngôi nhà. Chỉ cần nó cho địa chỉ đúng là thử đây là ngôi nhà đến là cái nó bảo ngôi nhà 30 tổ mấy phường Tân Thịnh hạn em đến đúng thế nó có được chưa. Cái chỉ cần nhà đấy có thể là nhà nó mới xây xong trong nhà là không có cái gì cả thì các em vẫn đến đúng bình thường. Nhưng nếu mà muốn nó điện ăn nữa thì mình phải dùng cái chi đến là phần thao tác, còn đây là phần kết nối. Anh nhìn cái sơ đồ vẽ có 3 phần, đây là phần kết nối này, phần thứ hai là phần thao tác cuối cùng đóng vào. Đây là bước đầu tiên các em phải thành công trước đã, hiểu. Chính là cái nút mà các em gọi điện thoại bàn hay là gọi điện thoại di động này, các em ấn nút đúng không? Ấn nút gọi thì đợi một lúc nó ghi connect này. Một số máy ghi connect nó quay tít. Khi nào nó connect xong nó hiện số bắt đầu ghi tính giờ 00 này. Chứ lúc bắt đầu các em nói gì thì nói chửi thì chửi hoặc là trách thì trách đúng không? Hoặc là cười thì cười. Đấy là mình nói chuyện điện thoại. Còn đây là cái bước 1, cái bước mà tạo kết nối. Cái gì em? À đây. Được chưa? Và viết cái này thì viết cho nhiều dòng được. Đây. Đúng A còng viết nhiều dòng là các em sẽ nhìn này. Đấy, lúc A còng nó lợi hại nữa đấy thôi. Đấy chưa? Dễ nhìn chưa? Đấy, ba thông tin quan trọng kết nối với cái gì này. Và trong đấy các em lấy gì này. Và cái kiểu vào là gì. Như vào một nhà, như nhà có cửa thì vào thoải mái. Nhưng nhà có cửa rồi thì các em chỉ phải xin chìa khóa. Hoặc là dùng biện pháp mạnh, dùng cưa sắt hay là dùng toàn bẩy thì không cần biết. Các em chạy thành công hết chưa? Nhớ cái tên server các em chỉ cần copy, đầu tiên cứ copy ở FPL vất vả. Khi thành thạo đứng này hỏi đúng tên máy. Lúc về qua mạng LAN thì các em sẽ hỏi là tên máy kia là gì. Cũng bật server của máy kia lên. Đến mà kết nối qua mạng thì cần cái username, password. Cái phần đấy sẽ nói sau. Đầu tiên cái làm này cho nó ngon lành cái đảo nữa. Quên tạm dừng. Cho các em trật tự vào thao tác này. Đây là bước 1 kết nối thành công xong. Bước thứ 2 là mình thao tác với nó. Đấy. Bước 1 xong này. Đây bước 2 xong đây nhé. Với cơ sở liệu. Đầu tiên là làm cái bản nhất là mình lấy hiển thị dữ liệu trong cơ sở liệu ra. Nó khi có phải nhập màn hình trong hiển thị nào, bây giờ mình không nhập từ bàn phím nữa mà lôi từ trong cơ sở liệu lôi ra thì sao mình làm thế nào nhá. Thực thi lại thì trước hết là các em phải có cái cần cái suy vấn của mình là gì. Đấy, bây giờ mở SQL với cái cơ sở dữ liệu bán hàng. Đây có danh mục khách rồi, giờ các em tạo ra câu select này, SQL này, gọi đây. Ấn Ctrl H bỏ hết thằng ngoặc vuông nhìn nó thật xấu.
đi net on. Đi net on tiếp. Giờ select tầng này chạy ngon. Đấy. Đây chính là cái câu truy vấn của mình. Bây giờ nó đang chạy trên SQL nhưng mình bây giờ mình không muốn thực hiện SQL, mình chạy trên tab, em copy bước sang trên tab. Thường cứ thử hết SQL chạy ngon cho mình sang trên tab. Thế ra các em tạo một chuỗi này, các em tạo là sin query, tức là chuỗi truy vấn. Đấy. Cái để viết thêm nhiều dòng, các em thêm chỗ a còng đằng trước cho an toàn. Paste nó vào, đóng vào kép, chấm phải, đấy. Rồi chỗ này tab nó vào trong thì chấm đèn, căn chỉnh đi. Đó. Ok chưa? Chuỗi vấn của mình xong. Đây mới có thôi. Để thực hiện nó thì các em dùng thêm một cái này SQL nữa thì là SQL Common này. Đặt tên là CMD, đây là một cái cờ nam, mình khai báo đối tượng là CMD. Chủ là New SQL Common. New SQL Common. Mở gói đơn ra. Bây giờ em mở gói đơn lại này. Các em nhìn 1 của 4 này, 2 của 4 này, 3 của 4 này. Tạm thời dùng cái 3 của 4. Nó yêu cầu hai tham số, đầu tiên là tham số kiểu chuỗi, nó ghi là CMD text. Nó giải thích này, khởi tạo một đối tượng CMD text này. Đây tên là cái chuỗi của truy vấn này, the text of the query, tức là chuỗi truy vấn của mình. Và chuỗi của mình chính là cái truy vấn kem gõ truy vấn vào. Đấy. Tham số thứ hai là SQL connection, chính là cái đối tượng kết nối của mình. Ở đây mình đặt tên là SQL con, các em chuyển vào nó. Đấy, chuyển vào SQL con. Đây, tham số tiên là chuỗi kết nối của mình là cái này, à cái chuỗi truy vấn. Em thấy select insert update là cái này, được chưa? Thao tác của mình đấy. Và thứ hai là đối tượng kết nối SQL con này, chính là cái mình thay vào bên trên này đấy. Chính là cái em SQL connection này bằng new SQL connection này. Nhớ lúc em tạo đối tượng con xong này thì phải open này, phải mở kết nối ra này. Đấy. Cái thao tác mở kết nối ra giống trường hợp mà các em sử dụng nước ở nhà tắm này, à, có cái tank nước này, xong mình có một cái ống dẫn nước, nhưng mình vặn cái van nó ra nước này, chính là cái mở kết nối như thế. Khi nào các em không dùng, các em phải đóng nó vào tiết kiệm nước hoặc nó để khỏi chặn lại bạn như thế thôi. Tạo đối tượng lệnh xong, CMD lệnh xong này. Đây, ở dưới các em nhìn được cái này không? Đây, CMD bằng new SQL Common này, từ ở trên bước 2 này. Rồi. À, tiếp theo để thực thi cái lệnh này và để lưu kết quả nó có hai kiểu. Đây. Có hai kiểu thực thi dạng này. Một kiểu giờ ví dụ là các em có nguồn nước lấy nước từ một cái bể, là được cái bể này là để trên cao được nhiều người dùng. Thì có nhà A, B, C, D vân vân. Một nhà A nó dùng bể từ cái bể cao nó dùng vòi nước dẫn về, nhưng ở nhà nó xây sẵn một cái bể để nó chứa nước ấy, nó chứa nước tạm. Còn nhà B chẳng hạn thì cũng lấy nước từ đấy về, nhưng nó không dùng những cái bể to để chứa mà nó dùng thẳng, nó bắt luôn cái vòi có cái van luôn đấy, các bạn ra khi nào dùng thì nó mở ra, không dùng đóng vào. Đấy thì các em nhìn thấy hai bên nó khác nhau, một thằng dùng cái bể chứa, cái bể chứa phụ của tòa nhà này, còn một thằng không dùng. Với cái kiểu đấy thì trong này có hai kiểu, đó là dạng kiểu dùng kết nối và không kết nối. Cái dùng kiểu kết nối thế là cái là từng trường hợp mà người ta bắt nước từ thằng B bắt nước từ cái bể về nhưng mà nó không dùng bể chứa, nó vặn vòi thẳng từ cái đấy về thôi, không dùng nó lại sao vào. Còn cái dạng dùng bể chứa thế là cái dạng dùng dạng kiểu ngắt kết nối, tức là nó sẽ không phụ thuộc vào kết nối nữa. Nó có nghĩa là cái trên bể đấy, cái bể chung ấy nó có nhiều nước, trong trường hợp đấy là cái ống dẫn nước từ cái bể chính đấy về cái bể của nhà nó bị vỡ ống hoặc nó bị chuột cắn hay bọ cắn gì đấy. Đấy thì lúc đấy là cái giả sử ở cái bể phụ của nó vẫn còn nước, cho nên mặc dù là cái ống ấy bị đứt bị hỏng rất nhiều nước về nhưng nó vẫn còn nước dùng, đúng không? Còn cái thằng mà thằng B nó không có bể chứa phụ, nó dùng thẳng cái vòi giả sử giờ vô tình cái vòi của thằng nó va chạm nó bị gãy cái ống đi thì nó sẽ mất nước, đúng không? Đấy là cái dạng nó bắt đầu phụ thuộc cái ống dẫn nước đấy. Thì kiểu tương đương cái kiểu mà có cái ống dẫn nước không dùng bể chứa, nó chính là cái dạng dùng kít đỏ. Thế còn cái thằng mà dùng dạng bể chứa là adapter. Adapter. Đấy. Adapter chính là bộ trường hợp mà các em phải nhìn thấy trong màn hình này. Hay là cái máy tính những cái bộ nán dòng, một số cái nó còn là adapter ấy. Là cái bộ điều chỉnh của nán gió dòng để chuyển đổi nguồn ấy. Đầu tiên mình sẽ làm qua cái thằng dạng không dùng bể chứa, tức là cái thằng kít đỏ này. Tức là bắt vòi thẳng từ bể về dùng ngay, khi nào không dùng để vặn vòi vào. Nếu mà giả sử như cái ống dẫn nước bị hỏng là mất nước.
ưu điểm của nó là không cần dùng bể chứa nhiều điểm của nó là nó sẽ phụ thuộc vào kết nối, tức là nếu một cái ống của nó bị hỏng hay bị kẹt thì gỡ là mình mất nước ngay. Trong này nó ghi là thêm FPL trước, FPL này, Peter, FPL Peter, Peter đây các em nhìn hai cái đây. Cái thằng dưới mình dùng cái dạng là không cần bể chứa, tức là dùng ăn xanh, tức là kết nối kiểu là phải dùng truy vấn để kết nối thôi. Em đặt tên là Peter này. Cái Peter này thực thi lệnh thì các em dùng cái phần trên là cái CMD này, là cái Experiment này, CMD chấm Exec. Như trước thì nói cái phần là Exec non-quavy nó tương với kiểu là thêm vào Insert này, Update này, rồi là Init, nó không trả về kết quả nào cả, cho nên nó thuộc là nó không truy vấn non-quavy. Thế còn trường hợp này là mình lấy kết quả các em dùng Exec Peter, mình trả về kết quả mình lưu vào một cái bộ tạm. Như cái trường hợp vừa xong, ví dụ là nó dùng thẳng cái vòi, nó không dùng bể, nhưng nó dùng tạm cái tô hay cái chậu bé bé để chứa tạm này, chứa xong nó dùng bỏ đi thì nó sẽ dùng extender. Khi mà cái này extender sẽ xong rồi này thì dữ liệu sẽ lưu vào cái extender này, và extender nó sẽ chứa các bảng các truy vấn. Trường hợp này ví dụ con Senex thì cái kết quả so Senex ở đây, kết quả Senex nó ra được 4 thằng từ khách hàng 09 test vân vân, nó lưu vào cái extender này. Bây giờ các em sẽ đọc từng hàng của nó bằng cách kiểm tra nó có hay không ở header này, chấm dit. Đấy, header chấm dit khi mà cái này nó trả về full, tức là đúng hay sai. Nếu mà header chấm dit là bằng true có nghĩa là nó có dữ liệu để đọc. Còn trường hợp này này, giả sử ở đây là C truy vấn, ở đây nó không ra được kết quả nào. Đấy, khi mà truy vấn không ra kết quả như này thì có nghĩa là header chấm dit bằng false đúng không? Đấy, để làm đi làm lại đọc là hết thôi thì em dùng vòng nạp while header chấm dit, tức là khi mà còn có dữ liệu thì là mình lấy ra. Lúc này cái header đóng vai trò như một cái bảng ghi hay là data đâu rồi, và data đâu nó là có nhiều cột. Bây giờ các em lấy từng cột ra, giả sử đầu tiên mình lấy cái cột đây, cột tên khách nhá, mã khách từ này từ mã khách đi, mã khách này bằng header. Lúc này nó là một cột, em mở hoặc vuông nó cũng nhọn đấy. Lúc này mở hoặc vuông nó có hai phần lựa chọn, một cái các em dùng chỉ số cột nó chạy từ 0 cho đến n trừ 1. Còn cái này là có cái ưu điểm là mình có thể truy cập nhanh mà không phải nhớ tên cột, chỉ cần thứ tự thôi. Nhưng điểm của nó không rõ ràng, mình không biết là mình cột 0 là cột gì, cột 1 cột gì. Để tránh hợp mà không rõ ràng, các em dùng thẳng cái tên cột trên này, copy phần câu truy vấn này, paste vào đây, paste vào đấy. Nhưng paste vào chưa xong, bởi vì là cái cột của mình ở đây không thể là để truyền thẳng nên nó là tên biến rồi. Đây là cái cột mình dạng chuỗi, các em để cho là các em để chuyển thành chuỗi. Và cái này trả về đối tượng, để chuyển thành chuỗi các em dùng cái phương thức thu chi. Đây, chấm thu chi để chuyển về kiểu chuỗi, lưu vào cái chi mã khách. Tương tự các em lấy tên khách, chi tên khách bằng header thu chi. Cái này mình có được là ở câu truy vấn nhá. Đây, ở câu truy vấn các em select được mã khách tên khách thì chỗ này mới có header mã khách tên khách được. Giả sử ra các em lại select thêm một thằng khác nữa, trường hợp này sẽ bị lỗi này, khai báo tên quý quán và tên này. Rồi các em lại header quý quán chấm thu trình thì ngay tức các em sẽ bị lỗi quý quán, bởi vì trong cái select này không hề có cái nào là quý quán. Những cái mà để trong cái ngọc cào ngọc ngọn này, trong header đi, đây đơn giản là các tên cột mà các em select ở trong đây đang, chính là tên trường cơ sở liệu này, nó phải tương giống hệt nhau. Ở đây là mã khách này, chỗ này phải là mã khách, thì em phải copy cũng có. Ở đây anh lại dùng cái quê quán mà trong cái select không hề có select quê quán nên sẽ bị lỗi. Các em nhớ chưa? Đấy, select cái gì chỗ này chỉ được đọc cái đấy thôi. Đây, không quê quán có địa chỉ không? Địa chỉ này. Đấy, copy paste vào. Thì nên là lấy xong các em hiển thị ra console chúng ta xuống dòng này, chúng ta này như là mã khách này, cộng với mã khách bình thường xuống dòng tên khách này, xuống dòng này địa chỉ này. Ở đâu? A còng nguyên rõ không cần thiết. A còng chỉ dùng khi mà các em viết dạng chuỗi cho nhiều dòng. Nhưng cái này của mình không phải nhiều dòng, không phải dạng nhiều dòng mình cộng, mà đây mình cộng từng cái mình có tên biến vào rồi, chứ không phải
cộng liền với nhau, hiểu chưa? Cho nên em không dùng văn phòng đây làm gì. Khi vòng quay để xong đảm bảo dữ liệu mình được lấy hết hiển thị ở màn hình. Cho nên các em không dùng cái tít ở cái thôn chợ, các em dùng xong để trong xóm đông người hả? Không dùng mình cắt đi ở phần nào nó nóng khát thì vỡ kẹt chợ. Đây là tít đờ chấm phần nâu, tức là mình cắt trong phòng. Đấy, sau đó này, đóng xong này, bây giờ cả cái kết nối nhá. Nước bây giờ lúc mình thao tác xong nhá, thì các em còn nhớ sơ đồ không? Mình kết nối thao tác này, sau đó mình đóng nó vào. Bây giờ các em nước dùng đồng hồ này, giờ không phải nước dạng protein nữa, nước nó tính theo khối. Các em cứ vặn lên dùng nó chả là cuối tháng là mệt đấy. Rồi đóng nó vào. Nhưng mà cái trường hợp mà các em mở kết nối này, đôi khi nó bị thất bại. Mà khi các bạn chạy đến kết, là dưới giờ, à, giờ các em phải để cái SPL, theo cái đóng kết nối ở đây. Thì khi mà bị lỗi chẳng trên đoạn lỗi này bị lỗi, tức là nó nhảy đến kết và cái dòng SPL con không thực hiện được, cho nên mình sẽ không thể đóng được kết nối đúng không, nên bị lỗi. Để tránh trường hợp mà dù bị lỗi nó không chạy được cái đấy, thì các em sẽ để cái chỗ mà đóng kết nối vào một cái dòng khác, đó chính là cái phối là Finani. Đấy, cái này trước đây các anh chưa nói nhiều, bây giờ đến nó dùng này. Cái Finani này, ở đây các em nhìn khối chai kết này. Đầu tiên chai này, cái khối trong chai là cái thử các con lệnh phản ứng trong cộng khi nào lỗi. Thế còn cái kết ấy, là cái mà khi còn lỗi các em sẽ xử lý nó như nào. Còn Finani là cái dạng mà dù lỗi không lỗi được đến. Cũng giống trường hợp bây giờ có một cái có cái con đường dạng chữ Y, bây giờ có hai thằng thằng A, B đều từ hai nhánh chữ Y hai bên đi, nó cùng đi cùng chiều về cái đuôi chữ Y, thì dù có lỗi không lỗi đều phải đi được cái trạng chữ Y thì cũng ngã ba. Đấy, cho nên cái chỗ cái Finani giống như ở cái nhánh chung ấy, cũng giống như bây giờ người ta phải đi động về qua Hà Nội, giờ các em về Hồ Chí Minh chẳng hạn, bắt phải qua Hà Nội trừ khi đi máy bay, đúng không? Máy bay chắc qua được, hoặc là sang nước Trung Quốc vòng vèo, nhưng để đi sang Việt Nam các em phải đi qua Hà Nội. Thì cái chỗ Finani cũng dạng trường hợp sẽ bắt buộc nó qua, dù lỗi không lỗi đều thực hiện thế này, sẽ để cái SPL con cho nó vào trong đây đảm bảo là dù có lỗi không đều thực hiện đóng kết nối hết. Đấy, bây giờ anh chạy thử nhá. Em nhìn thấy chưa? Thành công có mã khách 09 này, tên khách tỉnh Tết này, địa chỉ Hà Nam này. Bây giờ cái nội phong này, bây giờ trình bày đẹp một chút, quay chút trình bày này. Trình bày giờ đầu tiên là đặt màu nền này. Con sang lên. Rồi, chạy nào. Chấm background color bằng con son này, con nhớ cái này không em? Chấm bần ú. Con son này. Chấm con bằng con son này. Tay nhá. Con nơ này. Chấm qua. Sau đó xóa màn hình đi. Con son này. Chấm cân đi. Đấy, bây giờ còn một phần liên quan tiếng Việt nữa. Để hiển thị tiếng Việt thì các em làm thế này. Đây, không tiếng Việt ở trong này không xuất nào, dết này. Thì chỉ đi ở con son này đâu. Tiếng Việt này. Các em dùng thêm một cái là dùng dạng con son này này. Chấm output encoding, tức là cái dạng output là đầu ra đúng không? Tức là mã hóa đầu ra bằng encoding chấm UTF8, chứ là cái này sau của web em sẽ quanh được địa dạng của em. Đấy, giờ chạy thử nhá. Chạy thử tiếng Việt vẫn bị lỗi. Các em phải thiếu một thao tác nữa, trong kích vào cái chỗ mà thanh tiêu đề của cái form của chị này. Kích chuột phải, chọn property, property này. Đấy, sau đó chọn cái chỗ phông, các em chọn vào cái phông trên cùng. Consonant. Đấy, cái size không ảnh hưởng cả, chọn size ra sẽ nhìn không? Chọn 18 đi, ấn OK này. OK xong là vẫn chưa được đâu, tắt đi chạy lại thì được. Đấy, được chưa? Đấy, giờ ra Thái Nguyên rồi. Sau cái này con son này dùng tạm tí để bỏ được giờ ra. Điều gì trình bày nó đẹp tí đỡ ngồi. Đây, các em nhớ các tác vừa xong chưa? Đây là đặt màu này. Đây là đặt màu nền một chữ này. Thấy không?